kiểm tra liên ngành thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra quán karaoke Hồ Sen ở đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, do ông Vũ Thanh Phong, quản lý cơ sở kinh doanh đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện một phòng karaoke có dấu hiệu vừa đón khách. Tuy nhiên, chủ cơ sở trên khẳng định quán đóng cửa nghỉ dịch không đón khách. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng tìm được 10 người khi đang lẫn trốn trên sân thượng. Qua kiểm tra ban đầu, 10 người gồm 4 nam 6 nữ khai nhận đến từ nhiều huyện khác nhau, trong đó có một số huyện đang có nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng như Rồng Năng, Rồng Búc. Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, ngay sau đó nhân viên y tế phường Tân Lợi đã lấy mẫu test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho nhóm khách trên cùng nhân viên của quán karaoke. Đến rạng sáng nay ngày 5 tháng 11, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ một số giấy tờ có liên quan. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ.